Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: này đây ta đổi mới mọi sự, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vinh danh Chúa. Khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói: em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không? Cô Martha đáp: thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha sở, kính thưa quý cụ nguyên bà và anh chị em rất thân mến. Thay vì đã cha xưa sở đã chuẩn bị cho chúng ta để mà gần gũi với từ đường phục sinh, nhưng chúng ta lại vì điều kiện trời thời tiết, chúng ta lại hiện diện một cách ấm cúng trong nhà nguyện này, trong nhà thờ này, để chúng ta cùng một chút lắng đọng cho ngày lễ cầu hồn hôm nay.
Vâng, kính thưa cộng đoàn, cách đây cũng hơn một năm, vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, thì một tai nạn máy bay của hãng máy bay Malaysia MH370 mất tích một cách bí ẩn, kéo theo hơn 239 người. Và mới đây nhất, vào ngày 31 tháng 10 năm 2015, thì máy bay Nga rơi ở Ai Cập, kéo theo 224 người. Vâng, chúng ta nghe những sự kiện đây đó rất nhiều những con người xấu số đã chết đi, và còn rất nhiều người mà chúng ta chứng kiến hàng ngày với cái chết mà chúng ta ngược xuôi một cách nào đó trên con đường chúng ta đi làm, hay là chung quanh giáo xứ, hay là những cái nơi mà chúng ta có dịp đi đến. Và hàng ngày chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều cái chết, có người chết già, có người chết trẻ, có người chết vì bệnh tật, có người chết vì tai nạn, có người chết vì hận thù, vân vân, rất nhiều cái chết. Và không ai sống lại để nói cho chúng ta về cái thế giới bên kia của cái chết là gì. Vâng, tất cả đều như là im lặng. Và cổ nhân cũng đã nói sinh ký tử quy, và cái chết là một cái sự đi về, và đã đi về rồi thì người ta không còn quay trở lại chốn xưa nữa. Và trần gian là gì mà người ta phải trở lại, không cần trở lại nữa. Và cái chết là một con đường thẳng tiến đưa người ta đến một nơi, và nơi đó tùy theo quan niệm của con người. Nhưng đối với Kitô giáo chúng ta, chết là về cùng Chúa Cha. Tất cả đều chết. Từ xưa đến nay, từ khi có con người Thiên Chúa sáng tạo cho đến nay, tất cả đều phải chết. Và ngay Đức Giêsu Kitô đấng là Thiên Chúa xuống thế làm người cũng phải chết. Đức Giáo Hoàng, tất cả các vị thánh đều phải chết cả. Và ngày hôm qua chúng ta mừng lễ các thánh. Các ngài là những đấng đã hoàn trọn con đường lữ hành đức tin và được Thiên Chúa ân thưởng trên trời. Và ngày hôm nay chúng ta mừng, chúng ta kính nhớ những người thân yêu, có thể là ông bà tổ tiên, có thể là cha mẹ, anh chị em, là bạn hữu mà hơn một lần chúng ta đã có thể tiếp xúc với họ ở trần gian này. Nay họ đã ra đi trước chúng ta, và chúng ta hiệp thông giữa các thánh trên trời cũng như những người còn đang trong luyện tội, để chúng ta cầu nguyện cho họ để có cơ hội họ được Chúa thanh tẩy và được ân phúc như các thánh trên trời mà ngày hôm qua chúng ta đã suy tôn, đã tôn kính các ngài. Vâng, chúng ta thấy được rằng mỗi cuộc đời, mỗi con người chúng ta đến rồi đi, và dường như đó là một cái sự nghiệt ngã của thân phận làm người. Tất cả đều phải chết và chấp nhận đó là một cái định luật tất yếu của đời người chúng ta. Đã một lần sinh ra thì phải một lần chết đi. Và sự chết đi này đứng trước tất cả những cái hoài bão, tất cả những cái dự tính của con người, xem ra đó là một cái bi đát cùng cực nhất của đời người chúng ta khi phải đối diện với cái chết. Nhưng rồi chúng ta thấy được rằng trong cuộc sống chúng ta ngại nói đến cái chết, nhưng nó vẫn diễn ra đều đặn hàng ngày, hàng giờ, hàng phút và hàng giây trên thế giới này. Cũng có rất nhiều người đã chết đi và biến mất khỏi trần gian này. Vâng, rồi chúng ta cũng sẽ, mỗi người chúng ta cũng sẽ ra đi với cái sự nghiệt ngã của cái chết đến với mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng không biết giờ nào hay là chúng ta chết cách nào trong cuộc đời của chúng ta đâu. Vâng, đúng như vậy. Và thần chết một cách bất ngờ trong cuộc đời đó mời gọi chúng ta càng phải suy niệm về điều mà Chúa Giêsu nói đến trong tin mừng ngày hôm nay. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vâng, điều đó không phải là một cái gọi là giáo điều, mà đó là một đức tin. Tin vào Chúa, tin vào sự phục sinh của Chúa. Tất cả đều phải chết, nhưng các tông đồ đã nhìn thấy nơi Đức Giêsu Kitô phục sinh, và các ngài đã làm chứng, và đức tin đó lan rộng cho đến ngày hôm nay, cho đến mỗi người chúng ta ngồi ở đây là những người đã tin vào
điều mà các tông đồ đã tuyên xưng vào Đức Giêsu Kitô đấng đã sống lại. Và đó chính là cái niềm tin, đó chính là niềm hy vọng mà chúng ta cầu nguyện, mà chúng ta dâng thánh lễ ngày hôm nay. Và đó chính là ý nghĩa mà chúng ta suy niệm, mà chúng ta cầu nguyện, mà chúng ta dâng thánh lễ cho những người đã đi trước chúng ta. Thật vậy, không ai tránh khỏi cái chết, dù là cái hạng giàu sang hay là hạng nghèo khó, dù là già hay trẻ, ai cũng phải một lần ra đi và từ giã cõi đời này, từ biệt những người thân thương để trở về đấng đã dựng nên mình. Chính Chúa Giêsu cũng đã từ giã cõi đời trong đau khổ, nhưng Ngài đã phục sinh, Ngài đã trở về với Chúa Cha, và Ngài sẽ hẹn một ngày nào đó Ngài sẽ trở lại với chúng ta. Và trong niềm tin, sự hứa hẹn đó đang đợi chờ từng người chúng ta, để chúng ta cũng có thể mang trong mình một hoài bão, một khát vọng là được phục sinh với Chúa vào ngày sau hết. Có như thế thì chúng ta mới thấy được rằng việc chúng ta cầu nguyện cho những người chết mới có ý nghĩa. Và cái đức tin này đã có sâu xa từ ngàn xưa. Trong bài đọc một, chúng ta nghe trích sách Ma-ca-bê, ông thủ lãnh mà đã cho thấy được rằng ông đã cầu nguyện cho những người đã chết, và đó là ý nghĩa rất là lành thánh. Nếu như không có niềm tin vào sự sống lại, thì việc người ta cúng dỗ, thì việc người ta suy niệm người chết, thì người ta tưởng nhớ người chết, đó là một cái vô lý, đó là một cái điều gọi là không có một cái chút gì ý nghĩa cho trần gian này cả. Nhưng với niềm tin sâu xa của những người đã đi trước, và kể cả những người chúng ta còn sống ở đây, thì đó là một cái mối liên hệ rất bền chặt. Mặc dù họ đi trước, mặc dù họ không hiện diện hiện hữu ở trần gian này nữa, nhưng một cách hình chung nào đó họ vẫn hiện diện trong tâm tưởng của mỗi người chúng ta, hiện diện trong ký ức của mỗi người chúng ta. Và đó chính là cái hiện diện, cái đó là cái hiện hữu trong tinh thần mà mỗi người chúng ta có thể vẫn còn suy niệm, vẫn còn có thể thấy được ở trần gian này. Huống chi là ngày sau chúng ta còn thấy tỏ tường hơn nữa những gì mà trần gian này còn đang giấu kín. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cái chết vẫn là một cái đau khổ ở trần gian này, xem ra là như thế. Nhưng đối với Kitô hữu chúng ta là niềm phấn khởi, là niềm hân hoan khi mà chúng ta được mời gọi để trở về cùng Chúa Cha. Nhưng chúng ta thấy được rằng là thân phận của con người, tất cả chúng ta đều là những cái thân phận tội nhân trước mặt Thiên Chúa, và là thân phận cát bụi, ai cũng một lần phạm tội, ai cũng một lần cảm thấy mình yếu đuối ở trần gian này. Và cái chết không phải là một cái gì đó làm cho con người thất vọng, làm cho con người buông xuôi, nhưng còn có một cơ hội ấy chính là tình thương của Thiên Chúa, chính là lòng thương xót, là lòng trắc ẩn của Ngài đối với nhân loại chúng ta. Và Ngài muốn biến đổi cái chết của con người, biến đổi thân xác của chúng ta khi mà Ngài phục sinh. Và đó chính là cái điểm tựa, đó chính là niềm tin Kitô hữu chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tin xác loài người ngày sau sống lại là gì? Nếu từ bây giờ chúng ta được mời gọi để có thể hướng vọng về trời cao, hướng vọng về nơi vĩnh cửu, về nơi vinh phúc mà tất cả mọi người chúng ta từ già đến bé đều mong mỏi, đều khắc khoải trong cuộc đời của chúng ta. Và Thánh Augustino khi còn sống cũng đã từng nói: lòng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa mà thôi. Và chính vì điều đó mà chúng ta được mời gọi để có thể hướng đến cuộc sống mai hậu của chúng ta. Và như cô Martha khi mà nói đến cái việc sống lại, thì cô có tưởng là vào ngày sau hết mới được sống lại. Nhưng Chúa Giêsu nói với chị rất rõ: ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vâng, có thể nói là linh hồn của các ngài, những người đã chết, có thể vẫn còn ở nơi cái tâm hồn của mỗi người chúng ta, họ vẫn ở nơi đó gần kề bên chúng ta, và hằng ngày chúng ta cũng cầu nguyện cho họ, là một cái sự kết nối giữa người sống và người chết trong tâm khảm của mỗi người chúng ta. Vì thế mà giáo hội cho chúng ta
suy tưởng vào ngày lễ hôm nay, ngày lễ cầu hồn, là một cách nào đó để chúng ta đi vào trong cuộc sống của những người còn đang thanh luyện, cuộc sống của những người đang khắc khoải chờ đợi ngày sẽ được sống bên Chúa, và cuộc sống của chúng ta ở đây là cuộc sống tạm bợ, cũng như các những người đã đi trước chúng ta đang trong giai đoạn thanh luyện, cũng là một cuộc sống, nhưng cuộc sống thanh luyện, và họ có thể nói là họ cần kề bên Chúa hơn chúng ta nhiều. Và chúng ta còn ở trần gian này thì chúng ta cũng có thể làm được cho các ngài khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta làm những việc hy sinh, khi chúng ta làm những việc phúc đức để cầu nguyện, để dâng những cái hy sinh đó cho các ngài. Và nhờ đó, nhờ cái sự liên hệ, nhờ những sự hy sinh của chúng ta ở trần gian này mà Chúa đoái thương và sớm đưa dẫn, xóa bỏ những cái tội lỗi của họ khi còn sống để họ sớm về bên Chúa. Vâng, điều đó để nhắc nhớ cho chúng ta thấy được rằng cuộc sống này rồi cũng sẽ tan biến đi, nhưng chúng ta còn lại chính là tình thương, còn lại chính là lòng mến mà mỗi người chúng ta khi ở trần gian này chúng ta thực hiện cho nhau. Và có như thế, khi chúng ta lìa đời thì những người thân, những người mà kề cận chúng ta đang ngồi đây có thể lắm còn nhớ đến chúng ta để mà cầu nguyện cho chúng ta ở đời sau. Thì cũng vậy, ngày lễ hôm nay chắc chắn mỗi người chúng ta cũng có một người nào đó để chúng ta hướng về, để chúng ta cầu nguyện cho họ. Thì đó chính là điều mà chúng ta đang suy tưởng, đang hướng về họ để chúng ta làm những việc lành phúc đức mà cầu nguyện cho họ. Cho nên chúng ta thấy được rằng mối liên hệ giữa người sống và người chết rất là gần gũi, như là hai cái ngày lễ mà giáo hội đặt cạnh nhau cho chúng ta, để rồi mời gọi chúng ta một lần nữa đi vào trong đời sống đức tin, tin vào Chúa Giêsu là đấng yêu thương, tin vào Chúa Giêsu là đấng đã đi trước chúng ta, đã sống, đã đi qua con đường đau khổ, đã đi qua cái chết và đã phục sinh để cho chúng ta một niềm hy vọng. Niềm hy vọng đó không gì có thể đánh đổi cho số phận của mỗi người chúng ta được, mà đó là một niềm tin, một cái niềm hy vọng mà chúng ta được mời gọi để có thể đi trên con đường đức tin mà Chúa mời gọi chúng ta. Ai tin, ai sống và tin vào Thầy thì sẽ không phải chết. Vâng, đó chính là niềm tin mà chúng ta tiếp tục tuyên xưng hàng ngày khi chúng ta cầu nguyện cho nhau, khi chúng ta hướng đến những người thân yêu của chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Và đó chính là niềm khát vọng, niềm ước ao mà tất cả mọi người chúng ta khắc khoải cho đến ngày chúng ta được sum vầy với nhau bên nước Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con, khi suy niệm về cái chết, khi suy niệm về những người đã ra đi trước chúng con cảm thấy được sự gần gũi với họ, và chúng con càng tha thiết hun đúc nhau trong đời sống đức tin hàng ngày, để nhờ đó mà chúng con được kết hợp với nhau trong cùng một đức mến, trong cùng một niềm tin và cùng một niềm hy vọng, để mai ngày chúng con có thể được sum vầy bên Chúa. Ước gì những lời cầu nguyện, những hy sinh ấy cũng nuôi dưỡng và củng cố niềm hy vọng của chúng ta vào cuộc sống mai hậu, và nhờ đó mà mang lại ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta hôm nay. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng những lời ý nguyện chung. Anh chị em thân mến, trong ngày tưởng nhớ đến tất cả các tín hữu đã qua đời, trong đó có những người thân của chúng ta, chúng ta tha thiết dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện sốt sắng của chúng ta với tất cả lòng tin, để xin Chúa thương đến các linh hồn và sớm cho các linh hồn được hưởng tôn nhan Chúa. Hội Thánh luôn dành tháng 11 để mời gọi người Kitô hữu dâng lễ, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết thực hiện trọn vẹn những gì Hội Thánh đã dạy. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giêsu đã chịu tử hình và mai táng, nhưng Thiên Chúa
đã cho người phục sinh vinh hiển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin Chúa. Trước Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội và nhiều khi mang lấy tội lỗi mà đi vào cõi chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đã lìa cõi thế được Chúa thứ tha mọi tội lỗi để có thể hưởng vinh quang thiên quốc muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Các Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong luyện ngục bằng lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình, nhất là bằng việc dâng thánh lễ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong luyện ngục, để chúng ta cố gắng tham dự thánh lễ sốt sắng và thường xuyên. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã cho Đức Kitô Con Một Chúa xuống trần gian làm người, đã chịu chết và sống lại để mở đường đưa chúng con về cùng Chúa Cha. Xin đoái thương nhận lời cầu nguyện tha thiết của cộng đoàn chúng con dâng lên và làm cho chúng con được hưởng phần phúc của chính Đấng đã chết và sống lại là Đức Giêsu Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa hãy hy lễ tại cha để ta được vinh Chúa và nhớ lấy cha chúng ta cùng mọi lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về Đức Kitô mà nay đã chết, nhờ lễ tế vô song này xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ Người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các tạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng. Chúc công đấng ở đền nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên nhân trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và mau Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh Người mà chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, Người cởi cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, Chúa ta dùng thánh thánh là từ mầu sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin thương độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bản Trăm Năm, Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh và toàn thể các Thánh. Vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lưu thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Lạy Cha, xin nhớ đến tất cả các tôi tớ Cha là các linh hồn, ông bà, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho tất cả những người đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như người, khi người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con. Vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con và tha nợ chúng như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con trọn. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến đoạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Xin mình thánh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa chấp nhận lễ tế chúng con dâng, xin mở lượng từ bi nhân hậu thương đến anh chị em tín hữu đã qua đời. Nhờ bí tích thánh tẩy, Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cũng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trời đã tạnh mưa quang đãng rồi. Sau bài ca tạ lễ, ông bà anh chị em có thể vào nhà hài cốt viếng thân nhân của mình cầu nguyện. Vui lòng cũng giữ trật tự để tránh các cái bậc trơn có thể là té ngã. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.